rồi, toang rồi. Lòng mẹ bánh anh ơi. Lòng mẹ bánh ơi. Ôi em coi anh như không nhìn thấy anh nhá. Anh không biết gì nhá. Anh không biết gì. Không phải lỗi của anh nhá. Các bạn nick liên quân free file giá rẻ chỉ có tại shop2tv.vn, tự động giao dịch 100% link shop để dưới phần mô tả nhé. Bay ơi. Cái gì bay? Hiểu vậy. Em đi sang nhà bà em ạ. Nhà bà? Trời ơi em ơi, đường này á, anh bảo này thẳng lắm. Cứ đi đâu đường này á. Đường này giờ đi toàn kiểu là cáo không, kiểu là em cô bé quàng khăn đỏ đúng không? Cứ đi đâu, đi đâu. Em phải về nhà bà. Mấy bà làm gì ở đây nói chuyện bọn anh tí à? Anh dình từ đây mấy ngày nay rồi, em cứ đi qua cái đường này. Em đi qua. Đúng rồi, ngày nào anh cũng dình ở đây, cứ ho cho mày. Anh để em đi về nhà bà. Đi đâu, không đi thì tớ. Đi. Anh nói em nhá, bây giờ cái đoạn đường này này nhá. Anh cái đoạn đường này đi là rất nhiều cáo với lại ngáo ộp cơ mà. Đi qua đây ăn thịt kinh khủng luôn. Sợ lắm anh ạ, em đang sợ. Em đi cái bà, có bà em mắng em. Bà em ở đâu? Bà em ở nhắn kia. Thế trong bà làm gì? Em đi sang bà hái rau. Mà sao lại không đi xe này đi xuống răng? Xe em đi hỏng. Hỏng á, hỏng vứt mẹ đi lên SH mày. Này, em hát đây. Yêu anh có em. Lên hát để anh xong xe dân chơi em đi, em đi lại đi nói đấy, anh trong xe là anh phụ đây. Thôi em phải về bà có bà em mắng. Ơ từ từ, bình tĩnh. Thế anh hỏi thật nhá, giờ mình đi đúng không? Vâng. Thế cho anh cái Facebook không? Em cũng không dùng Facebook. Không Facebook á? Vâng. Không Facebook thì Zalo. Zalo em cũng không dùng luôn. Instagram là gì? Thì cứ Instagram đi. Mấy cái mẹ gì mấy cái Instagram. Thôi để em về. Điện thoại đi. Đây. Đây là bọn hợp đồng lại gọi anh. Alo. Cái gì anh bảo rồi, 7 tỷ không là vấn đề gì, em cứ giải quyết cho anh nhá, xong là anh ấy. Rồi, chiều mai đánh đi mua xe con mẹ khác nhá. Có đầy cú rồi thì thay đi, không phải ấy đâu, không phải sửa đâu. Nhá. Không nó xước một tí cũng thay cho anh đi xem, với anh không thích đi xe xước nhá. Rồi, 3-4 cái thép thì cứ dựng ngoài cửa, nó mưa gió để làm ăn nó phát tài em nhá. Rồi. Thế mày có mua cái ông Land Rover không? Có anh là em con Lamborghini đi. Lamborghini á? Lăng mày đi Land Rover thôi. Nhá. Lắp cho thằng mày tên gì nhỉ? Khánh Sky con Land Rover nhá. Sơn mày đi cái gì? Em á? Em đi gì nhỉ? Mui Trần. Lắp cho thằng Sơn con Mui Trần nhá. Đấy, bọn anh toàn con nhà đại gia không em. Bây giờ em chỉ cần cho anh cái Facebook, cái số điện thoại cả. iPhone XS Max Pro anh ơi. Em đừng thấy cái quần anh rách mà em đánh giá con người anh nha này. Quần này là quần mốt hàng nhập từ bên Italia, hàng limited này. Áo này hôm trước anh mua mấy chục triệu đây anh. Đúng rồi. Cái áo này mặc 4 năm ngày, à quên. Mới mặc chưa giặt này. Đấy. Nên thôi tóm lại là bây giờ nha. Bây giờ em muốn thông bài em đúng không? Vâng. Thật sự là chúng lại anh bạn. Thật sự là mấy ngày nay bọn anh dình đây lâu lắm rồi. Đấy. Thì anh thật sự là anh, em có biết anh không? Mày quá, không biết cả anh. Mày quá. Đấy. Anh Hải ơi. Anh thích quá, sao anh thấy mẹ giờ mới rồi. Quần anh lướt nó có mà. Ồ, cái này là ấy là kỹ thuật. Thôi anh thả cho em lên vài bài. Tớ bình tĩnh. Bây giờ anh bảo nhá. Bây giờ thì tôi ở nhà bà gần đây đúng không? Bây giờ một anh like em qua. Đấy nhé, để em đi bộ qua này nghe nó tủi thân. Đấy. Thôi em chở em về bà em lại mắng em. Xe làm sao, bỏ ra anh kiểm tra rồi, xe làm sao của anh à? Anh không biết sao. Hay là thì em thích yêu dân chơi, bỏ ra, để anh bỏ ra. Thôi xe có vẻ máy của em. Bỏ ra để anh. Đấy. Nhìn dân chơi. Ai đổ giới trẻ á? Em cứ bỏ ra, em yên tâm, cái xe của em không làm sao hết nhá. Ai đổ giới trẻ với em? Em đi lên xe này về thằng này, để em chạy em gái về nhá. Để anh xong ở nhà bà em cho nhá. Giờ anh đi đâu đấy? Bình. Sao đi bình? À đi dắt vào nhà bà em. Ok chưa? Mang xe vào cho em gái này gì? Ok. Vâng, và để em mang em gái này đi nhá. Ôi trời ơi.
rồi, toan rồi. Lòng mẹ bánh anh ơi. Lòng mẹ bánh ơi. Ôi, em quay anh nhưng không nhìn thấy anh nhá. Anh không biết gì nhá. Anh không biết gì. Không phải lỗi của anh nhá. Mày lấy xe đi ra kia tao mày đi về. Được lắm thôi. Lấy xe đi. Tao lên kia lấy xe. Lấy xe anh khai luôn nhá. Bây giờ thế sao? Xe em bị sao? Anh đâu có làm gì đâu. Bãi xe thì mà động cái lăm cả bánh như này thì làm ăn cái gì? À hóa ra là xe hỏng à? Hả? Không, tại anh động vào đấy. Anh vạ rồi. Bây giờ sao? Ôi, mày em lên xe đi để anh xe cái này cho. Không, mà em về bà em mắng em chết. Hả? Mày em xe cái này để anh vác xe cho, đi anh khênh về nhà bà em. Mày đi em hát đi. Hay anh vác xe để em like em về nhà bà anh vác. Hay để anh vác em thằng này xe xe bác. Em không đùa đâu. À, thì bây giờ làm sao? Có thật mày nâng cho ta. Đấy. Nào nâng quay. Mày nâng ra để xong. Đầy đúng không? Trên ghế mẹ. Em không đùa đâu đấy, xe em đi mượn đấy. Anh ơi, anh, nhà mình nhiều mẹt mà, cùng lắm mình tặng cho em con mẹt. Hay cho em tặng một con SH này luôn, hay anh em cho ai SH này. Với bây giờ này nhá, em tặng con này bớt đi. Anh cho em con SH kìa. Nhận là yêu phát, anh đúng cho luôn. Nhận là yêu, cho luôn, được không? Em không yêu tiền à? Ờ được, vậy thì anh lại càng thích. Nhưng mà cái xe này bây giờ nó như thế này nó không lắp được. Anh đi mà dắt về cho em đi. À, điện thoại em có ai gọi chưa? Anh. Đây nè, alo. Ui dồi, anh bảo rồi mày cứ ấy mười mấy tỷ rồi anh qua luôn nhá. Anh đang bận. Anh qua luôn nhá. Hợp đồng anh em ơi, hợp anh đồng có à? Hợp đồng gấp nhá. Hợp đồng gấp lắm. Anh Sơn ơi, anh Sơn ơi, đi đi nhá. Không mày ơi, em cảm thấy có lỗi với em lắm. Mình người đàng hoàng mà làm như thế. Mình làm hỏng, mình phải xin lỗi đàng hoàng cho anh. Quay lại, quay lại. Nữa đâu không mong quậy, bỏ em một mình này. Thôi, đợi. Về gọi thằng Cương. Mà cũng qua nói với em mấy lời hôm về sau. Anh ra nói. Em ơi. Anh thật sự là cho anh... bạn anh mang đi. Hả? Bỏ mấy thằng bạn anh lên nó đây chứ. Bây giờ anh có việc. Bây giờ cái xe của em anh nhìn nó chán đòi quá. Bây giờ anh đi xe về đây, anh xuống đây anh gọi thằng Thọ sửa xe lên nó sửa luôn cho em nhá. Anh nhanh lên, có bà em mắng em. Ôi rồi, bây giờ cái xe này thì nằm yên đây rồi. Thế mày ở đây trông nó luôn nhá. Không, em đi, em đi ở đây. Đồng. Hả? Em còn hợp đồng vừa điện mấy chục tỷ của em ấy. Mấy các anh chạy mất thì sao? Anh chạy làm gì? Anh là người đàng hoàng này. Đây trông đi. Ngoài đây anh làm bắt nạt sao? Từ ghẹ ghẹ trên số điện thoại. Đi, đi được. Em ở đây nhá. Anh nhờ anh chúng anh gọi. Em ở đây nhá. Anh đi gọi thằng sửa xe. Ok nhá. Sao đâu xả mày. Cứ ở đây chăm sóc em nhá. Đi, hai anh em đi nhá. Ok. Nhanh. Ôi thằng kia bấm đưa chìa khóa cho tao. Anh về anh nhớ ra nhá. Anh gọi Cương nhá. Gọi thằng Cương. Hay đủ gọi Cương để em tán luôn. Hả? Để em tán luôn. Mày có nghe chưa? Em chưa. Chưa, nhưng mà nhìn mày không có khả năng nuôi được đâu. Em của em. Thôi mày cứ đấy, để Cương lên tính tiếp. Đi về ơi. Đi về, về tôi.